Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách ẩn và ẩn tin nhắn Messenger hiển thị trên màn hình khóa điện thoại nha. Vì bạn lo ngại người khác sẽ nhìn thấy tin nhắn gửi Messenger đến điện thoại của các bạn và các bạn không muốn người khác đọc được nội dung tin nhắn. Vậy thì làm cách nào để có thể ẩn tin nhắn Messenger trên màn hình khóa thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn hãy mở cái biểu tượng Messenger của các bạn lên nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào biểu tượng ảnh đại diện ở góc trên bên trái màn hình điện thoại nha. Mình sẽ chọn vào ảnh đại diện này nha, mình sẽ nhấn vào. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào biểu tượng cài đặt ngay phần này nha, mình sẽ nhấn vào biểu tượng cài đặt này. Rồi tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống dưới và các bạn hãy chọn vào thông báo và âm thanh nha, thì mình sẽ chọn vào thông báo và âm thanh. Rồi tiếp theo là các bạn ngay phần xem trước thông báo thì các bạn hãy tắt cái tính năng này đây nha. Ví dụ như mình sẽ tắt cái tính năng này sang bên trái là mình sẽ tắt tính năng là xem trước thông báo nha. Thì khi mà như vậy là khi có ai đó nhắn tin cho bạn thì tin nhắn trên màn hình có sẽ hiển thị tên của người bạn đó thôi chứ không có hiển thị tin nhắn nha. Thì nếu mà các bạn muốn hiển thị lại tin nhắn trên màn hình khó thì các bạn cũng thực hiện tương tự và các bạn hãy bật cái tự chọn là xem trước thông báo bằng cách gạt nút tròn sang bên phải nha, mình sẽ nhấn lên như này. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách ẩn và ẩn tin nhắn Messenger trên màn hình khóa điện thoại rồi. Nếu các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.